là mỗi ngày bạn tự cài lại mình, gọi là tự ám thị lại mình bằng những cái câu nói như vậy, lâu dần ạ, nó sẽ được gạt đi. Hoặc cái cấp độ mà bạn ám thị bạn càng mạnh mẽ và càng nhiều á. Có một bạn nói là: chị ơi, em bị người ta chửi rủa, lúc nào cũng ám ảnh bởi những câu nói của họ. Cái điều này là có thật. Và đôi khi những cái người chửi rủa mình lại là những cái người thân yêu của mình á, thì mình bị ám ảnh nó càng lâu. Vậy thế là người ta đang ám ảnh mình bằng những cái suy nghĩ tiêu cực, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải tự ám ảnh lại mình bằng những cái suy nghĩ tích cực thôi. Được gọi là tự mình ám thị lại mình đi. Ví dụ như hồi bé, ai cũng chê mình là: ôi trời, con bé này nó đen thế nhở, nó xấu thế nhở, nó học dốt thế nhở. Thế là toàn chê mình ngốc, với cả chê mình xấu, với cả chê mình dốt. Chửi rủa mình là ngu như con bò, hay là dốt như con heo, hay gì gì đó. Thế là mình bị ám ảnh từ nhỏ chẳng hạn. Thế là bây giờ mình nhận ra là mình bị ám ảnh với những cái điều đó. Vậy mình phải cài đặt lại mình. Mức độ người ta ám ảnh bạn càng nhiều thì tốc độ bạn cài đặt lại bạn phải nhiều gấp đôi. Thế là bạn hàng ngày bạn nhìn trước gương, người ta chửi rủa, người ta ám ảnh thì mình nói ngược lại: ồ, mình xinh đẹp nha, mình thấy mình rất là xinh, da mình ngăm ngăm thế này, da mình nâu này, người ta phải đi nhuộm da, mình khỏi cần, da mình nâu rất khỏe, rất đẹp. Ồ, người ta bảo mình dốt mình rất là thông minh, mình thông minh trong cái lĩnh vực của mình. Tại vì mỗi người đều có một cái trí thông minh riêng, và không phải ai cũng thông minh giống nhau. Chẳng qua là họ thông minh theo cái cách khác mình, và mình cũng thông minh theo cách khác họ mà thôi. Mình xinh đẹp, mình thông minh, mình tự tin, mình bình an, mình hạnh phúc, mình vui mỗi ngày. Và chỉ cần mình cười mỗi ngày như thế này là ai ai cũng sẽ quý mến mình hết. Thế là mỗi ngày bạn tự cài lại mình, gọi là tự ám thị lại mình bằng những cái câu nói như vậy, lâu dần ạ, nó sẽ được gạt đi. Hoặc cái cấp độ mà bạn ám thị bạn càng mạnh mẽ và càng nhiều á, ám thị bạn mọi lúc. Mình cứ rảnh ra là mình lại ám thị mình: ồ, mình tự tin, mình xinh đẹp, mình thông minh, mình rất yêu mình rất trân trọng mình rất biết ơn mình, chấm hết. Và thậm chí á, là mình còn, nếu mà mình không tha thứ được cho những người chửi rủa mình á, thì Tuệ An còn có một cái bài gọi là bài nguyện tha thứ. Nó là đại loại là như thế này: tôi nguyện tha thứ cho tất cả những ai đã vô tình hay cố ý làm tổn thương tôi, vì sự vô minh của họ, vì họ không biết, tôi sẵn sàng tha thứ cho họ. Và tôi cũng cầu mong nếu tôi có lỡ vô tình hay cố ý làm tổn thương một ai đó, cầu mong họ tha thứ cho tôi. Tôi nguyện sẽ sống tử tế, tôi nguyện sẽ sống hạnh phúc, tôi nguyện sẽ làm nhiều điều tốt, tôi xin tha thứ. Và thế chúng ta cứ cài não mình mỗi ngày thôi. Thì khi mà chúng ta bắt đầu lập trình lại thì chúng ta không thể bỏ ngay những cái suy nghĩ xấu, những cái suy nghĩ tích cực được. Nhưng việc của chúng ta là cứ để những cái xấu, những cái tiêu cực đó, chúng ta cài đặt thêm những cái tốt, đẹp, những cái bình an. Sau đó chúng ta tập trung vào cái bên tốt đẹp và bình an. Thế là dần dần nó lớn dần, lớn dần. Và khi nó lớn dần thì những cái tiêu cực nó nhỏ dần, nhỏ dần. Nó nhỏ đến một mức mình cầm nó, mình vứt ra khỏi đầu mình. Thế là xong nha. Có bạn xin tên bài nguyện tha thứ. Các bạn có thể mai nhắn vào trong inbox giúp cho Tuệ An nhé, và có đội ngũ cộng sự sẽ gửi cho các bạn cái bài, là cái bài nguyện tha thứ đó, để các bạn đọc mỗi ngày. Có bạn hỏi này: cô Tuệ An ơi, em đang bị bế tắc vào một cuộc hôn nhân mà chính em cảm thấy không có hạnh phúc. Bọn em lấy nhau được gần 10 năm, nhưng mỗi lần giận nhau, dù là những chuyện cực kỳ nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là câu nói, thì vợ chồng im lặng, không nói chuyện với nhau cả nửa tháng. Sau đó thì phát hiện là anh ấy đi gái bên ngoài, và thời gian gần đây thì hay gọi điện cho một người con gái khác, nhưng gọi xong rồi xóa số. Em có cảm giác không còn tình yêu, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm thôi. Giờ đang mang bầu đứa thứ hai, lại áp lực con trai con gái, thấy mông lung trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Vợ chồng không chia sẻ được bất kỳ một chuyện gì. Cuối ngày về ăn cơm với nhau thì anh chăm chú vào điện thoại. Em không biết nên như thế nào nữa. Em đang bầu nhưng thế này thì chắc trầm cảm mất.
Tụi An nghĩ không phải là chắc bạn trầm cảm mất đâu, mà trầm cảm nó có nhiều cấp độ. Hầu hết là chúng ta sẽ trải qua một cái cấp độ gọi là chớm mới, được gọi là rối loạn lo âu. Có bạn nào ở đây đang bị rối loạn lo âu không? Thì nó là một kiểu như thế. Chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ mông lung hết chuyện này đến chuyện khác. Lo con, lo nhà, lo xe, lo công việc, lo chồng, rồi lo đủ mọi thứ. Thế là chúng ta đôi khi là chúng ta đang bị rối loạn lo âu á. Và khi chúng ta bị rối loạn lo âu mà chúng ta không gỡ được, chúng ta không xử lý được, thì nó sẽ chuyển sang cái dạng trầm cảm rất nhanh. Đặc biệt là với những phụ nữ mà đang mang bầu này, hoặc là đang nuôi em bé. Bởi vì những phụ nữ khi mà ở trong cái giai đoạn đó, Tuệ An cũng đã từng trải qua mà, nên là hiểu rất rõ. Lúc này hormone của chúng ta lên lên xuống xuống nữa, nội tiết tố thì cũng lên lên xuống xuống nữa, thế nên là chúng ta dễ bị điên hơn là bình thường. Phụ nữ là có cái sự hỗn loạn ở trong mình rồi. Một tháng mình không cần làm gì là mình cũng bị hỗn loạn một giai đoạn. Gọi là kỳ kinh nguyệt trăng tròn, là kiểu gì một tháng là mình cũng bị hỗn loạn một một lần. Vậy là bẩm sinh là mình đã như thế rồi. Nữa là đang trong cái giai đoạn mang bầu và nuôi con nhỏ thì hỗn loạn nó còn nhiều hơn nữa. Rồi sức khỏe suy kiệt cũng làm cho tinh thần của chúng ta kiệt quệ. Vậy nếu mà chúng ta đang thấy mình chớm bị trầm cảm, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là không cần tập trung vào ông chồng nữa. Xem ông ấy làm gì, ông ấy ở đâu, ông đi với ai, thôi tôi không cần tập trung nữa. Vì tôi biết này, cái việc gì quan trọng nhất với tôi bây giờ, tôi đang có bầu một đứa trẻ ở trong bụng, nó là con của tôi, và tôi đang bị suýt trầm cảm rồi, tôi đang rối loạn lo âu rồi. Vậy tôi ngừng tập trung ra bên ngoài, ngừng xem tin nhắn, ngừng tò mò, ngừng, thậm chí là nếu mà không muốn nói chuyện thì đừng nói chuyện. Để làm sao tôi có thời gian tôi tập trung cho chính tôi, để tôi chăm sóc cho chính tôi được tốt này. Tôi ăn uống đầy đủ này, tôi đi dạo, tôi đi bộ này, tôi chăm sóc cho chính tôi, chăm sóc cho đứa con. Tôi ngồi tĩnh lặng, tôi làm cho tâm của tôi bình an. Cái việc gì làm tôi vui thì tôi hãy đi làm cái việc làm tôi vui. Ví dụ như cái việc làm tôi vui như là tôi đi trồng cây thì tôi đi trồng cây, tôi đi hít thở thì tôi đi hít thở. Thế là tôi muốn trò chuyện với một ai đó mà tôi rất thích thì tôi đi trò chuyện với họ. Để chúng ta ngừng ngừng quay ra bên ngoài để chúng ta có thời gian chúng ta chăm sóc cho chính mình. Chứ còn chúng ta liên tục chúng ta quay ra bên ngoài thì làm gì có thời gian chúng ta nhìn vào chính mình để chăm sóc chính mình. Thế thì trầm cảm lại càng trầm cảm, rối loạn lo âu lại càng rối loạn lo âu. Vậy thôi, tạm thời cắt hết mọi cái thứ lo nghĩ đến những cái chuyện kia. Mình chỉ cần mình sống bình an thôi, để mình vui, để mình sinh con mình ra, để con mình nó cũng không bị buồn khi mà nó ra đời nữa. Cái giai đoạn mà Tuệ An bị trầm cảm sau sinh bé thứ nhất, đến lúc Tuệ An đẻ ra bé thứ hai, đẻ ra là nhìn cái mặt nó quạo không à, đẻ ra là cái lông mày nó nhíu vào, nó khóc suốt ngày, nó không có cười, nó không có tươi. Tại vì Tuệ An biết là suốt cái giai đoạn mang bầu nó là mình buồn, mình phiền, mình trầm cảm, mình định chết, mình đủ mọi thứ. Vậy làm sao cái đứa trẻ nó bình an được? Nên làm ơn, nếu mình không vì mình, hãy vì cái đứa trẻ trong bụng mình. Để thời gian này mình đừng hướng ra bên ngoài, mình chỉ quay vào bên trong. Mình hàm dưỡng cho chính mình vui, mình sinh đứa con nó ra bình an. Đấy là một phước lành của mình rồi. Sau khi mình bình ổn với chính mình rồi, lúc này mình mới quay ra bên ngoài, mình xử lý gì anh ta thì lúc này mình xử lý, lúc này mình chọn gì thì lúc nãy mình xử lý. Mà khi mà bạn đã bình ổn rồi thì bạn kể cả bạn chọn, bạn giữ hay bạn chọn, bạn buông ấy, thì cái quyết định này nó cũng rất nhẹ nha. Còn tạm thời là đừng có mà hướng ra bên ngoài nữa. Chúng ta mắc một cái tật đó là cứ gặp vấn đề là phải lao ra bên ngoài. Mình thấy mình đang khó chịu, kiểu như người nhà mình đang bị cháy, thế là mình lại cứ phải lao ra bên ngoài, mình đi tìm cái kẻ mình nghi ngờ là đốt nhà mình để mình cho nó một bài học. Đôi khi mình bắt nó thú nhận là nó vừa mới đốt nhà mình đấy, nhưng mà nó thú nhận xong mình quay về nhà mình chết cháy rồi. Vậy mình không cần phải làm như thế. Mình đang khó chịu, nội tâm mình đang bị cháy, mình không cần phải chạy đuổi theo cái người tình nghi là đốt nhà mình. Mình chỉ cần quay về, mình tưới nước, mình ôm ấp mình nằm yên, mình lắng nghe một bản nhạc, mình nghe những bài hàm dưỡng tâm hồn, mình viết những lời biết ơn, mình hướng đến những điều tốt đẹp. Trời ơi, thế là cuộc đời của mình nó sẽ an dần dần nè. Mà khi tâm mình an á, thì vạn sự bên ngoài sẽ an. Còn khi tâm của mình đã bất an, đã hỗn loạn á, thì mọi cảnh bên ngoài mình thấy nó xáo trộn, nó hỗn độn, nó
Xoay vần điên đảo lắm mà mình không có biết cách làm thế nào. Không cần làm thế nào phía bên ngoài, hãy bắt đầu từ chính cái tâm bên trong của chúng ta, để chúng ta chỉ cần làm cho cái tâm bên trong của mình an thôi. Mà có những cái cách sau để làm cho tâm của mình an này. Tại vì có một số bạn hỏi là làm thế nào để tâm mình an. Thế thì có những cách sau để làm cho tâm của mình an. Tụi An có viết cái này ở trong cái cuốn Chinh phục hạnh phúc tập 3, là 90 ngày làm chủ cảm xúc. Khi mà chúng ta không làm chủ được cảm xúc của mình thì tâm của chúng ta sẽ bất an. Mà tâm của chúng ta có xu hướng là liên tục dao động. Vậy nên khi dao động thì lúc dao động lên cao là vui thì vui quá, dao động xuống thấp thì là buồn thì buồn quá, thế là chúng ta bất an. Vậy nên á, tụi An viết cả một cái cuốn sách, có một cái chương, chương 2 là về làm chủ cảm xúc, thì có những cái cách để chúng ta làm chủ cảm xúc. Ví dụ như chúng ta lắng nghe cảm xúc thế nào, đặt tên cho cảm xúc thế nào, chịu trách nhiệm thế nào, thay đổi cảm xúc thế nào, tập trung vào tâm trí như thế nào, rồi hình dung ra mình đang ở một nơi an toàn, không làm gì cả. Lại còn có một cái tips, đó là tips không làm gì cả. Vì khi chúng ta gặp một cái khủng hoảng, một cái biến cố, một cái cơn giận, thường chúng ta có xu hướng là phải làm ngay, phải xử lý nó ngay. Nhưng đôi khi cái tips để cho chúng ta kiểm soát nó tốt á, chỉ là không làm gì cả. Do nothing. Khi mà chúng ta do nothing ấy, thì chính lúc đó là lúc chúng ta đang làm nhiều nhất cho cái tâm hồn của mình. Và để chúng ta làm được như vậy rồi thì đến lúc chúng ta quay trở lại, chúng ta bình tâm thì chúng ta lại đối mặt. Thì chúng ta do nothing để chúng ta do something later. Thì không làm gì cả nó cũng là một cái kỹ năng để cho chúng ta làm chủ cảm xúc. Thế rồi đối mặt với sợ hãi, thực tập thiền. Cảm xúc là vô thường. Bởi vì cảm xúc sẽ thay đổi. Ngày hôm nay bạn hỗn loạn, nhưng bạn biết bình tâm thì ngày mai bạn sẽ bớt hỗn loạn hơn. Còn bạn không biết bình tâm thì ngày mai bạn sẽ loạn hơn nữa. Vậy không có cái gì là nó sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh viễn như thế. Nó sẽ luôn luôn thay đổi. Thay đổi tích cực hay tiêu cực thôi. Nhưng nếu chúng ta muốn thay đổi tích cực thì chúng ta phải có tips. Vậy là tụi An viết cả một cái cuốn sách về những cái đó, quản trị tâm dao động như thế nào, điều khiển cảm xúc bằng việc sử dụng ngôn từ như thế nào, là cách chúng ta tự kỷ ám thị lại như lúc nãy chia sẻ với các bạn ấy. Kiểm soát cảm xúc tiêu cực thế nào, kiềm chế như thế nào, vì đôi khi chúng ta cũng phải hiểu cách để chúng ta giữ cái cảm xúc đó và chúng ta buông xả nó. Chứ nếu không chúng ta cứ đè nén, đè nén, đè nén, không biết buông xả, thì đến một lúc nó bùng lên á, là mình khỏi đỡ luôn á. Rồi phát triển tâm quan sát như thế nào? Ở đâu có sự quan sát thì ở đó có sự điều chỉnh. Và cái tâm của mình, cái cảm xúc của mình cũng y xì như vậy. Trong cái cuốn này cũng nói rất là rõ. Bởi vì khi mà chúng ta không quan sát được chính mình, là lúc đấy chúng ta dễ nổi điên lắm. Chúng ta dễ làm nhiều chuyện nó điên rồ lắm. Nhưng nếu chúng ta quan sát được chính mình thì cái gì có sự quan sát, cái đó tự khắc có sự điều chỉnh. Ví dụ đi, mình đang ăn một cách rất là nhồm nhoàm, ăn kiểu chết bỏ luôn á, phùng mồm trợn má, thế là mình đang ăn không có sự quan sát. Nhưng có một anh nào đó tự nhiên nhìn mình, thế là tự nhiên mình ăn đẹp ngay. Có một cái máy ảnh giơ lên chuẩn bị chụp mình, thế là đôi khi mình giơ tay luôn, mình cười luôn, mình không ăn nhồm nhoàm nữa. Vậy đó là cái phản ứng tự nhiên. Cái gì có sự quan sát thì cái đó nó sẽ tự được điều chỉnh. Cảm xúc cũng thế, tâm của mình cũng thế. Khi tâm của mình đang loạn, mình dừng lại, mình chỉ quan sát, không phản ứng gì cả, tự nó sẽ điều chỉnh, các bạn yên tâm. Và tự nó theo cái quy luật vô thường nó sẽ đi xuống thôi, nếu chúng ta chỉ quan sát mà không phản ứng. Nhưng bình thường chúng ta không luyện được cái điều này. Chúng ta không luyện được cái sự không phản ứng. Vậy nên chúng ta bây giờ mới cần phải rèn luyện. Và Tuệ An biết là có rất nhiều bạn đang xem mà có cái bộ sách này của Tuệ An á, thì hãy nhớ rằng đây là bộ sách để thực hành, không phải là bộ sách chỉ để đọc. Vậy nên các bạn đọc xong rồi các bạn làm ơn thực hành. Ví dụ nó đi với nhau như là tập 1, 90 ngày thực hành biết ơn. À mà tập 1 bây giờ cũng hết sách rồi, chỉ còn tập 2 và tập 3. Thì ngày 1 ấy, viết gì, nói gì, bạn đọc xong mà bạn thấy có bài tập ở phía dưới bạn cần làm gì thì bạn phải thực hành ngay. Tại vì chính bằng cái việc thực hành nó sẽ làm cho bạn có một cái thói quen mới, tích cực và vui hơn.
Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!